em quên nói anh bỏ giùm em ba con gà dai ra để tối về. Em nói gì? Quên nói bỏ giùm em ba con gà dai với tủ lạnh ra tối về nấu nước. Thôi, lỡ. Bún quá thua độ rồi. Quá tải nó không chứa nổi nữa nha Hạnh. Trời ơi nhiều lắm chị. Quá tải. 200 mấy chị. Tăng rồi, bữa có 128 giờ 200 mấy tăng rồi. Tăng rồi. Đi làm điệu. Ly đi học 3:30 nó ra là trưa nó ăn cơm trên trường hả? Đem theo ăn. Bữa nào không ăn thì nó ăn trong đó. Bữa cơm theo hả? Melissa say xin chào, say no. Thảo muốn dặm tóc hả Thảo? Con hề đó nó dặm á hả? Nó dặm rồi, nó cắt mà nó cắt layer mỏng quá. Giờ đang để dài lại, đang để dày lại chút. Lisa, will you have your ink when I get back from Slovakia? Yeah, but I didn't know, they didn't give for me the I just returned because they give me wrong ink. Oh, they gave you the wrong ink? Yeah. Cái tóc bạc nhìn nó bao gì à, nó không có ăn, nó không ăn thuốc. Tóc bạc nó vậy về ơi, khó ăn lắm. Em phải chịu qua tóc bạc rồi phải chịu rồi. Hạnh cho vô Hạnh. Kiểu đâu thấy thấy tốn tiền quá, thấy tốn tiền quá. Tóc mà,